bị phát hiện có hành vi trộm chó, hai thanh niên đã quay trở lại buông lời thách thức rồi xịt hơi cay vào mặt chủ nhà. Vụ việc vừa xảy ra ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh và đã gây bức xúc trong dư luận. Hơn 5 giờ sáng ngày 13 tháng 8, người đàn ông 48 tuổi có tên viết tắt là B thức dậy và mở cửa cổng nhà ra đường tập thể dục. Lúc này chú chó của gia đình cũng chạy ra ngoài. Ngay lập tức hai thanh niên chở nhau trên xe máy xuất hiện, chạy đến dùng súng bắn điện bắn chó phát hiện vụ việc ông b đã nhặt đá bên đường ném vào hai cầu tặc để xua đuổi nhưng không trúng ngay sau đó hai kẻ trộm chó đã quay đầu xe lại và lao về phía ông b một đối tượng đã hung hãn cầm bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt ông này thấy người chồng bị tấn công người vợ dọn quán bán hàng gần đó đã ném ghế và các vật dụng về phía kẻ trộm để giải vây cho chồng nạn nhân dính hơi cay nên bị rụp ra đỏ mắt được biết đây là lần thứ hai hai đối tượng này nhắm vào con chó nhà ông b Lần này vì không đạt được mục đích nên các đối tượng đã bực tức tấn công chủ nhà. Thời gian gần đây, nhiều các đối tượng trộm chó rất manh động, trang bị nhiều công cụ như súng dạng côn, xịt hơi cay, ớt bột, nỏ cao su, thậm chí là cả ô tô sẵn sàng đáp trả khi bị phát hiện.